con xin ông bà nội với lại bác với lại cô chăm sóc bé hộ, đừng có để cho ba nó đánh đập hành hạ nữa, đừng có để cho nó giống mẹ nó bị ba nó đánh, tại vì nó còn bé đó. Xin ông bà nội với lại mấy cô với lại mấy bác ngoài đó chăm sóc họ bé, bảo vệ nó, tại nó còn bé lắm, nó không biết gì. Vâng, để tiếp tục cái câu chuyện của chị Giao thì mình sẽ mời cả nhà mình cùng với một con trẻ đi vào bên trong để gặp gỡ chị Giao, cũng như là để nhờ chị Giao chia sẻ với đôi lời về cái câu chuyện mà người chồng của mình đã hành hung chị như thế nào cho cả nhà mình cùng được nghe nha. Có cũng sợ lắm, sợ là nên là lúc nào cũng sợ, đề cao cảnh giác lắm, sợ. Chắc là nhà của mình là cửa khóa 24/24 đâu dám mở đâu ha. Đúng rồi, lúc nào cũng khóa cửa hết á. Như là có người nào quen á thì lại thì mới mở cửa, còn như người nào lạ là không có dám mở cửa. Dạ. Hiện tại thì em cũng nghe chị chia sẻ hôm qua giờ là chị còn một người con đang ở ngoài Hải Dương ngoài đó. Đúng rồi, một bé trai 17 tháng, con chị là đang ở với lại bà nội ở ngoài Hải Dương. Bây giờ chị đã về trong đây là một cách gọi là an toàn về cái bản thân của mình rồi. Chị có lo sợ là cái người con của mình ở ngoài đó xảy ra cái chuyện gì không? Có, cũng sợ lắm, sợ là không biết là chồng chị nó có về ngoài đó rồi nhiều lúc chị đi về trong đây rồi nó bực tức lên thì nó đánh đập, nó hành hạ thằng bé tội. Thật nên chị là sợ lắm. Dạ. Mỗi khi là chồng của chị là có thương con không? Bình thường thì cũng thương, nhưng mà những lúc mà đánh chị á, thì thường hay chửi con chị á, là nó là mày là con quan mày không phải con tao. Trời ơi, sao sao mà nhẫn tâm. Rồi xong á là lúc đầu cũng có, nói chung là những lúc mà đánh chị á, thì chửi con chị gì đó, thì con chị khóc á thì về chửi nó là nếu như mà mày nín vô nó là ném mày xuống ao này kia, cũng hăm dọ thằng bé vậy đó. Có lần nào mà chồng chị đã đánh chính người con của mình chưa? Có tán mấy bạt tay lên mặt luôn. Lúc đó cảm giác của chị thế nào? Đau lắm. Cũng muốn là chống trả lại nhưng mà nhưng mà mình chỉ biết được. Mình chỉ biết mình ôm con mình khóc thôi à. Những lúc như vậy chỉ biết ôm con khóc thôi chứ đâu có dám nói gì đâu. Nếu như mình mà nói thì mình không dỗ con mình nín á thì bắt đầu là hai mẹ con bị đánh hết. Nên là phải ôm con lên này dỗ con cho nó nín mình khóc. Bây giờ mình về đây giờ không biết tình hình ngoài đó như thế nào. Đúng rồi, tại vì từ lúc về trong đây tới giờ là không có gọi điện về cho ông bà nội, tại vì đâu có số điện thoại, không có nhớ số. Không có nhớ số của mấy cô với lại mấy bác ngoài đó nên là không có gọi về hỏi thăm bé được. Là chị về đây cũng không có liên lạc được với ông nội bà nội ngoài đó luôn ha. Đúng rồi, không có liên lạc được. Rồi ông bà nội ngoài đó cũng không có liên lạc được gì về với trong đây, tại vì bỏ hết số điện thoại. Thì cũng rất là mong là ông nội bà nội có thể là qua lại để mà chăm sóc bé, là coi bé giùm chị này kia. Dạ đúng rồi. Nhưng mà được cái bà nội cũng thương, lúc ở ngoài đó thì bà nội cũng thương hai mẹ con á. Thì bà nội cũng nhờ bà nội mà nói là trong khoảng thời gian mà chị về đây cũng nhờ bà nội mà nói chăm sóc bé hộ. Dạ. Thì cũng có một cái clip mà chị chia sẻ với tụi em là cái người chồng của chị có tới đâu 5 đến 7 người con. 7 người con. Dạ. Nhưng mà cũng nhiều khán giả mà chưa có hiểu về cái vấn đề đó đó. Chị có thể chia sẻ về những người con của người chồng đó cho khán giả họ hiểu thêm được không chị? Tại vì hồi lúc đó là chị với lại chồng chị quen biết nhau á, là chồng chị nói là chồng chị có một đời vợ, có hai đứa con là do là chồng chị với lại người vợ trước đó là sinh ra, còn 5 đứa kia là chồng chị sinh về nuôi. Nhưng mà đến khi chị về đó chị sinh sống á, thì lúc đầu là chị mới biết là chồng chị á, là có 2 đời vợ rồi, là có tổng cộng với nhau là 7 người con, chứ không có 5 người con sinh nào hết. Lúc đó về rồi mới biết, về sống chung rồi chị có em bé rồi mới biết. Chứ lúc đó thì cũng chỉ nghe nói vậy, rồi mình ở xa mình cũng đâu có biết đâu. Là chị có nghe hàng xóm cũng như là ông nội bà nội kể lại những cái người vợ trước của người chồng mình đó có bị đánh đập hành hạ giống như chị hiện tại bây giờ không? Không, nói chung là không có nghe ông bà nội kể. Còn ở xóm thì chị không có được nói chuyện tiếp xúc với ai hết á, nên là chị cũng không biết. Rồi sau này sống chung rồi bắt đầu chồng chị tới mới tự kể rồi chị mới biết. Vậy là con người chồng đó là giam động chị 24/24 ở trong cái ngôi nhà biệt lập đó, tách với xã hội luôn, bên ngoài luôn. Nói chung là
nói giam thì không phải là giam, nhưng mà đều ở trong nhà, không có được đi ra ngoài. Nếu như là ở trong nhà rồi có cổng rào, suốt ngày cứ lẩn quẩn trong nhà, rồi trong sân, rồi hiên gì đó, chứ không có được đi đâu hết. Ví dụ như là muốn đi đâu thì chồng chị chở đi, hay là chồng chị đi đâu đó, rồi bắt đầu là chị đi cùng thôi, chứ không có đi đâu. Còn mà những người con đó là sống cùng với chị với anh chồng hay là sống với ai? Sống cùng luôn, sống cùng với chị với lại chồng chị luôn, sống cùng một nhà. Hằng ngày cơm nước là chị vẫn lo cho những người con đó, cho chồng. Đúng rồi, cơm nước hàng ngày là chị vẫn nấu nướng vợ chồng con cái ăn, nó sinh hoạt bình thường. Ở ngoài đó là chị làm công việc gì vậy? Nói chung là lúc trước thì em có mở quán ăn, rồi xong rồi em không có, lúc mà dịch đó rồi em mở lỗ lã nên em không có bán gì nữa. Rồi hiện tại là em là không có làm gì hết ở nhà. Còn người chồng của chị là làm công việc gì? Hiện tại cũng không có làm gì ở nhà. Khi mà mình mới quen á, được một cái người mà mai mối như vậy đó, thì lúc đó là ảnh đã làm một công việc gì? Lúc đó là chỉ là nghe bạn nói là đi hàng sách tay nhập hàng, đi hàng sách tay mỹ phẩm á, thì biết là nói vậy thì biết thôi. Tại vì lúc đó là ngay lúc dịch bệnh nên là người ta cũng cấm đi sang nước ngoài á, nên là từ lúc đến giờ là cũng không có làm gì, không có đi nữa. Là có thể nói là khi mà chị với người chồng được mai mối với nhau là chị cũng chưa có tìm hiểu kỹ cái người chồng này đúng không chị? Đúng rồi, cũng chỉ nghe qua bạn thôi. Yeah. Rồi xong rồi hai đứa tự tìm hiểu rồi có tình cảm với nhau thôi. Rồi khi mà gặp nhau rồi chị có ra ở ngoài đó mình gặp cha mẹ ra mắt rồi không? Nói chung là lúc mà tìm hiểu thì có ra đó chơi, nhưng mà đâu có về nhà ông bà đâu. Yeah. Không có về nhà ông bà ngoài đó, chỉ là đi chơi, ra đó đi chơi rồi du lịch thôi, rồi xong rồi đi về, chứ không có về nhà. Khi mà mới quen là ảnh có yêu thương nhiều dụng vậy không? Có. Tính khi về sống chung đó, rồi sau này mà bắt đầu mấy sự việc mới xảy ra. Chứ lúc đầu thì không có, lúc đầu thì nói chung là cũng sống bình thường, cũng vui vẻ, cũng bình thường, không có đánh đập gì nhà, không có gì. Nhưng khoảng 1.5 năm trở về đây á, thì bắt đầu là mới đánh nhiều, mới bị đánh. Là cái nguyên nhân chính nào mà dẫn đến cái sự việc mà anh hay dùng cái... Kinh tế gia đình. Kinh tế gia đình nói là tiền bạc không có, rồi bắt đầu đi vay đi mượn không được á. Nếu như đi vay đi mượn có tiền thì thôi, còn nếu như không có tiền á thì bắt đầu bị đánh. Dạ. Ừ. Rồi xong rồi từ từ bắt đầu thì vay mượn không được á thì bị đánh nhiều. Em quay lại những người con của chị một tí xíu nha. Hiện tại thì chị nói là 5-7 người con đó đang sinh sống cùng với chị và người chồng của chị. Đúng. Mỗi lần mà ông chồng mà sai dặt những người con đó đi làm công việc gì đó không đi á, rồi ông chồng có đánh những người con đó không chị? Chửi cũng có, đánh cũng có. Còn mẹ có mấy bé đó, có hai tới luôn đi thăm không? Không, từ lúc chị về đó tới giờ là không có biết mấy người đó, chỉ có nghe nói là vợ trước thôi, chứ cũng chưa biết mặt, mà cũng không biết luôn, chưa bao giờ đến nhà thăm con một lần luôn. Hiện tại thì chị đã về đến bên nhà của mình rồi. Nếu như mà ở địa phương này không giải quyết cho chị mà bắt chị phải về tới ngoài ở ngoài Hải Dương rồi đó để trình báo, thì chị có dám về đó để mà trình báo và giáp mặt không? Không, thật sự là bây giờ là chị không dám về ngoài đó. Tại vì á là chị từ ngoài đó chị về được tới đây là giống như là từ cỡ chết chị trở về rồi, nên là bây giờ nói chị đi ra ngoài đó là thật sự là chị không có dám đi ra. Chị đi ra ngoài đó rồi chị sợ chị không có về được. Chị sợ là chị không về được tới trong Nam nữa. Chị ra quê là những cái người hàng xóm ở ngoài đó là có thấy những cái vết sẹo trên người của chị không? Nói chung là em là ở trong nhà không à. Với lại mà nếu như mà em đi xa, nhất là ra tới cổng rào, cho nên là em cũng không biết là mọi người hàng xóm xung quanh có nhìn thấy hay không. Em cũng biết, tại em đâu có được tiếp xúc với mọi người đâu. Em không có được tiếp xúc, em không có được nói chuyện, em không có được gì với mọi người xung quanh hàng xóm vui vẻ hay cười nói, là em không có. Em không được phép đó. Cái giây phút mà lúc đó em có nghe mẹ chị kể là khoảng 9 giờ tối là chị về tới đây, thì lúc đó gia đình chị nhìn thấy chị, những người con gái của mình mà hình hài như thế này, thì cha mẹ chị có cái cảm giác gì? Ba với mẹ lúc đó buồn lắm, ba với mẹ khóc á, mẹ muốn xỉu luôn á. Mẹ nói là không nghĩ là con mình vậy luôn á. Thấy mẹ tội lắm, về xong thấy mẹ khóc rồi, xong rồi chỉ biết đỡ mẹ thôi, nói mẹ đừng khóc thôi.
chắc là cô cũng không nhận ra đây là con gái của mình. Đúng rồi, nói chung là về xong mọi người là nó ở giao nó về không ai nghĩ là nhìn ra chị được luôn, không ai nhìn ra luôn á. Phải nói là một cái quá trình rất là gian nan của chị là từ Hải Dương mà về tới đây. Từ lúc mà lúc trước nó đi á, đến lại lúc mà ở đây á là đâu phải như gì đâu mà giờ về nhìn người không ra người, rồi người thì thương tích đầy mình á, nên là không ai nhận ra. Những cái lần mà cái người chồng của mình kêu chị là điện thoại về nhà để mà mượn gia đình mình số tiền hả chị, thì họ không có cho mình gọi bằng không thấy mặt luôn hả chị? Đúng rồi, chỉ gọi số thôi. Dạ. Chứ không có cho gọi Zalo, Facebook, không có cho thấy mặt, chỉ gọi nói chuyện bằng số điện thoại. Nếu như gọi về mượn tiền á mà mẹ với lại mấy anh chị trong đây á với lại cô dì chú bác cho mượn á thì thôi, còn nếu như không cho mượn thì bắt đầu chửi, nó không chửi thì bị đánh, nên là mượn không được là cũng phải chửi, điện về chửi, chửi hết luôn, chửi ba, chửi mẹ, rồi chửi anh chị, rồi cô dì chú bác thì là họ hàng gì chửi. Cái lúc mà chị bên chồng á từ Hải Dương á mà về Sài Gòn á là mình đi phương tiện gì vô hả chị? Em đi về bằng máy bay. Máy bay? Dạ. Số tiền đó là cũng mượn của gia đình hay là? Em mượn mẹ chồng. Mượn mẹ chồng cho mượn tiền. Ông ngoại và gia đình của ông nội bà nội khá giả không chị? Ông nội với bà nội thì cũng bình thường, ông bà nội là cán bộ về hưu. Cũng lãnh lương hưu sống qua ngày thôi ha. Đúng rồi, ông bà nội sống lương hưu. Chị Giao này hiện tại mình có bao nhiêu anh chị em? Dạ hiện tại thì nhà em có 5 anh chị em nhưng là lập gia đình hết rồi. Dạ. Chị là con thứ mấy ạ? Dạ em là con gái thứ 5. Trên em là có 3 anh trai rồi tới em với lại một đứa con gái. Dạ. Cái giây phút mà chị với lại người chồng mà bay từ ở ngoài Hải Dương vào đây thì chắc có lẽ trong đầu mình nghĩ là sẽ có cái ngày là mình sẽ thoát được rồi đúng không chị? Đúng rồi, nếu như mà tại vì á là chị cũng có suy nghĩ là nếu như mà chị về Sài Gòn á là chị cũng cầu mong chờ Phật ông bà thương á để cho chị thoát được về tới nhà. Nhưng mà nói chung ông bà cũng thương thì che chở chị về cũng trốn được về tới nhà. Tại vì vào trong này thì cái cơ hội mình trốn thì được nó rất là nhiều, tại vì ở nơi này là cũng là người miền Nam của mình. Một dạ. Ở ngoài đó thì nói chung là chị cũng là nước lạ cá. Dạ đúng rồi. Phải nói là cái giây phút mà chị ngồi trên cái chiếc máy bay đó là trong đầu chị là có nghĩ là sẽ tìm mọi cách để mình là trốn không? Không, lúc đó không có suy nghĩ là sẽ trốn được nên là cũng không dám suy nghĩ tới. Chỉ suy nghĩ là bây giờ đi vô trong Sài Gòn mà dây được tiền cho ông chồng thôi. Ờ, là trước mắt là chỉ có suy nghĩ được vậy để đừng có bị đánh hàng ngày thôi. Dạ. Nhưng cái cơ duyên chị thật là hên bắt được một chiếc xe Grab. Đúng rồi. Điểm... Rồi đến khi vô Sài Gòn á là đi lại chỗ làm ngày xưa, chỗ em làm tiệc cưới ngày xưa đó. Em vay tiền không được rồi chồng mới chửi ở ngoài đường á, chửi qua ảo quán nước á, xong rồi tự dưng trong đầu suy nghĩ là bỏ trốn, chứ thật sự là lúc đó thì cũng không có dám suy nghĩ là mình sẽ bỏ trốn cái gì. Chỉ suy nghĩ sao là vô tới Sài Gòn xong rồi vay mượn tiền được để cho mình đừng có thoát khỏi cái cảnh bị đánh, dụ như mình một ngày mình không bị đánh là đã mừng lắm rồi, mình chỉ mong được vậy thôi. Dạ, hiện tại thì còn một người con của chị ở ngoài Hải Dương thì chị có lời nhắn nhủ là khi mà người chồng ông nội bà nội xem được clip này để mà người con của chị có thể là an tâm hơn không chị? Nếu như mà ông bà nội mà có xem được clip này hay là cô với lại mấy bác nào đó mà có xem được clip này á thì xin con xin ông bà nội với lại bác với lại cô á chăm sóc bé hộ, đừng có để cho ba nó đánh đập hành hạ nữa, đừng có để cho nó giống mẹ nó bị ba nó đánh, tại vì nó còn bé nữa. Xin ông bà nội với lại mấy cô với lại mấy bác mà đó chăm sóc họ bé, bảo vệ nó, tại nó còn bé lắm, nó không biết gì. Dạ thì em cũng rất là mong cái clip này được truyền tải đến ông nội bà nội, có thể là gửi gắm một phần nào đó cho dạ. Người con của chị ở đây. Thì thời gian qua thì chị cũng khá là mệt mỏi về cái sức khỏe của mình, cũng như là dạ. Chị cũng đang mang bầu á. Dạ. Cho em để cho chị là nghỉ ngơi một tí xíu và cho em ra trò chuyện với một người cô tí xíu nha chị. Dạ. Em chào chị nha. Dạ. Đầu tới chân là không còn chỗ nào mà ấy hết trơn á.
có cái bụng với cái lỗ mũi là nó chừa ra đó. Thôi đừng có khóc nữa, để từ từ giải quyết. Thôi đừng có khóc nào. Mày con sao đừng khóc, để con sao đừng khóc nè. Chị ổn chưa chị? Dạ em ổn. Ổn. Em ổn.
hai cái tay rồi nó lấy nụ dẻ nó nhét vô họng, nó đốt lửa nó thui. Thứ nhất, thứ hai nữa, bữa đó nó kêu mượn tiền, không mượn, không có, mượn tiền không có, tao đâu có cho. Nó mua cồn và nó đốt. Mà sao mà nó đốt hơn, nó chế lên đầu con nhỏ này nó đốt, nó chế mà sao đốt lông mi lông nheo cháy hết trơn luôn mà mặt không cháy. Lông mi của nó dài dữ lắm đó mà bây giờ cháy hết trơn luôn đó. Rồi bắt đầu nó mới cột hai cái giò lại, mua cồn đổ vô hai cái giò, đốt hai cái giò mà cháy quần chân mà thịt không cháy. Cũng ông bà gì che chở nó không. Rồi nó đốt lên áo nữa, đốt áo mà cháy áo mà thịt nó không cháy. Nó đốt là ba lần như vậy đó. Thấy thằng này nó còn là con người không? Nó không thể nào mà tha thứ cho nó được. Bây giờ phải nhờ công an ngoài Hải Dương á, cũng phải giúp đỡ để mà đưa ra ánh sáng để cho thằng này nó đừng có hành hạ những người cái khác nữa. Những người đứa nào mà vô thằng này nữa là bước vô chậm bảy nữa. Vô chậm bảy nữa, tại vì là nó hai đời con nhỏ này là đứa thứ ba. Mà trong khi đó hai đứa kia đó là bỏ ra cho nó 7 đứa con. Vậy hả? Con nhỏ này ra đẻ cho nó một thằng nữa. Bây giờ mang bầu nữa là con nhỏ này đẻ nó là 9 đứa. 9 đứa con. Nghe chưa? 9 đứa con. Cùng tuổi với nó. Cùng tuổi luôn. Mà nghe nói hồi nãy là mấy đứa con kia là có hai đứa con ruột, còn như con sinh nè. Trời, nó nói gì vậy? Hả? 38 tuổi. Chứ thằng nó không xong, nó sinh con ai nuôi? Bởi vậy? 38 tuổi mà 9 đứa con. Ừ. Coi như là nó không có bắt người gì đâu. Nó bắt đẻ không mà. Thì con nhỏ này mới ra có chưa được 3 năm nữa mà giờ gần hai đứa rồi. Em nghĩ đi. Thằng kia mất có 17 tháng, giờ có chữa 7 tháng mấy nữa rồi, gần 8 tháng rồi. Đứa kia nó mới biết đi rồi, nó có nó bắt làm cái máy đẻ cho nó luôn, rồi nó bắt làm cái máy in tiền cho nó luôn, rồi nó hành hạ nó quánh đập luôn, là cái thằng này nó giả mang cỡ nào rồi. Thời buổi bây giờ mà nó còn hơn là cái thời hồi xưa mà thời đại ngày xưa mà tra tấn tội phạm nữa. Vậy là đâu có để cái thằng này được. Còn hơn trong phim nữa, trong phim chưa có hành mà hành hạ cỡ đó nữa mà bây giờ nó cỡ đó đó. Quá trời như vậy là cũng bây giờ thì mình nhờ công an chính quyền đó đó, người ta cũng phải can thiệp vô. Nghe chị Giao là bà đó về đây bây giờ bà còn sợ ông nó xuống bất cứ lúc nào đó. Trời sợ ơi, chồng nó sợ đó. Nó chạy nó sợ lắm, nó chạy vô tới rồi hả, nó hung 17 vậy đó. Tới nhỏ chá tôi là nó hung 17 vậy đó. Nó sợ dữ lắm. Về tới nhà được là muốn xỉu rồi. Nó về tới nhà là nó sợ dữ lắm. Ám ảnh luôn. Về chị Giao ám ảnh luôn á. Cũng như là nhỏ cháu tôi phải không? Cho lính hộ tống lên xe luôn. Mua vé cho nó rồi đưa nó lên xe luôn. Rồi chừng nào xe chạy mấy đứa kia mới quay về. Đúng rồi. Yeah. Xe chạy mới quay về mà mua vé xe, mà mua vé xe không vô bánh xe lớn luôn nha. Yeah. Mua xe mà cái loại mà cao cấp nhất luôn đó. Gì đấy ha. Đi tấp hành luôn đó. Theo như cô giờ vô cô có nhắn gỡ như là công an ở Hải Dương cũng như là công an ở tỉnh Kiên Giang mình cũng như là những anh mà chuyên nghiệp về hay là can thiệp những cái vụ mà chồng mà hành hung vợ đó, theo như cô chia sẻ một lời nào đến những cái mình cũng bây giờ là giờ những người bảo vệ và mẹ trẻ em bên phụ nữ chứ những người công an cũng phải can thiệp vô để mà làm việc này để cho nó đưa ra ánh sáng. Cũng nhờ công an ở tỉnh Kiên Giang, công an và Hải Dương thì cũng phải kết hợp với nhau, chính quyền ở ngoài đó, ở ngoài Hải Phòng, Hải Dương gì đó, cũng giải quyết cái vụ này để đưa ra ánh sáng, để cái thằng này nó quá trời rồi. Nó quá trời lộng hành này, nếu mà công an mà không giải quyết thằng này được là không được rồi đó. Nó sẽ làm ra những chuyện khác nữa, nó sẽ hành hung nữa. Và chị Giao về đây cũng hợp phòng nữa, không yên tâm nữa. Con nhỏ này giờ nó sợ muốn chết. Sợ ám ảnh quá, ám ảnh rồi. Ám ảnh luôn. Như là cô nhờ công an ở Hải Dương cũng như là công an ở Kiên Giang và những anh em chuyên nghiệp hay cao thiệp để làm sao cho chị Giao bả có lòng niềm tin để bả còn sanh người con bả nữa, còn bả còn đi ra làm nữa. Không hoài hôm đau bụng gì nữa. Chết rồi chợ dụng này. Cái này mà anh em ngoài Hải Dương ngoài mà xem được video ở trong này, mấy anh em trong này đưa lên là anh em ngoài Hải Dương ngoài tao giận lắm đó. Tại vì là cái sự việc này quá trời rồi. Ở đâu mà không có tình người phải không? Chỉ có mình nên ông đó thôi là khác người đó. Bắt tay vô để mà xử lý cái vụ này chứ mình. Tại vì mình ở trong quê này mình cũng không có gành ngoài đó nữa. Dạ. Đâu có biết ở ngoài đó nó như thế nào. Thành ra từ cái chỗ đó đó mà mấy bà bạn tôi cũng rủ tôi đi ra ngoài một chuyến. Vậy đấy hả? Không mà thế nào tôi cũng phải đi ra đó một chuyến á. Dạ, phải đi phải có lực lượng theo. Thì theo như là chia sẻ của chị Giao với cô của chị Giao nãy giờ thì rất là khủng khiếp nha cô chú anh chị. Thì qua video ngày hôm nay thì anh em YouTube cũng mong là cái video của cô cũng như là của chị Giao
sẽ đến tay của bà con, của anh chồng của chị Giao, cũng như là những công an ở Hải Dương và Kiên Giang, để khắc phục cách nào để cho người vợ của để cho chị Giao về Kiên Giang, để bà không còn ám ảnh mà không còn ám ảnh cái những cái sự mà chị bị hành hạ bao tháng qua ở tại nhà chồng. Bây giờ giờ đang là bác đi, nó không dám ngủ. Dạ. Nó nghe tiếng xe cái nó bò ra. Lo sợ lắm. Nó nghe tiếng xe cái nó bò ra, nó ám ảnh luôn. Nó không dám ngủ. Khi mà cái tiếng động lạ thôi là nó sợ rồi, đừng nói chuyện đó. Tội gì đó. Con người mình đang bị mang tâm lý rồi. Cô như cái khoảng thời gian mà chị Giao bị như vậy là bao lâu á thưa cô? Cũng một năm mấy rồi mà. Lúc mà coi như là lúc trước mà anh Giao mượn tiền đó thì có tiền đó là con Giao ít bị đầu. Dạ. Coi như là gia đình của nó đó là người nào cũng phải đưa tiền cho nó chứ. Thằng anh hai, thằng anh ba, rồi anh tư, rồi con nhỏ này đánh đổi mà vàng đeo cũng cắt tận gửi không phải cho nó nữa. Nó nói nó làm ăn. Dạ. Nó nói là mang mà đưa tiền cho nó là trong nhà này là do hết cho nó hơn 100 triệu rồi đó. Trời ơi. Mà nó còn là lúc đó nó chưa có đánh hung. Dạ. Là bắt đầu đánh hung là nó nói là con Giao nó nói là một năm mấy trở về đây là mới nhiều. Còn lúc trước là nó chỉ quánh như vậy đồ khi gặp đỉnh thôi. Còn sau này là nó con Giao nó nói là nó chơi game gì đó. Dạ. Chơi game gì đó, thành ra từ cái chỗ đó mà nó bắt con nhỏ này phải kiếm tiền gì cho nó chơi game, là không có thì nó cứ hành hạ hay hoài vậy đó. Trời. Hành hạ vậy đó. Cái này chị sống nó giống như là cái cảnh địa ngục trần gian, hơn địa ngục luôn. Bị quánh hoài vậy cho sao chịu nổi một năm mấy. Địa ngục là mình chỉ có làm tội mình mới bị địa ngục đài, còn này không làm tội thì ngoan luôn mà vẫn bị. Dạ thì sớm giờ Quỳnh Tân cũng có được sự chia sẻ của cô, của chị Giao, cũng có chia sẻ đôi lời về cái câu chuyện của chị Giao. Cũng như là những cái câu chuyện mà người chồng của chị Giao hỏi mượn tiền như thế nào để chia sẻ đến cả nhà của mình. Thì cũng rất cảm ơn cả nhà mình đã dính khoảng thời gian ra xem cái video của Quỳnh Tân luôn ạ.